Hello tất cả mọi người, hôm nay sẽ là một cái tập về kiểu như về dáng mọi người, những cân giữa dáng hơn gọn body đó mọi người. Thì hôm bữa giờ mọi người không biết hình như mình chưa có tập nào về chuyên về cái này, tại Ngọc 3 tháng nay Ngọc đã theo tập của Loe Tin đó mọi người, 3 tháng rồi. Hôm nay đây body của Ngọc hiện tại đây mọi người. Đó, nó đã lên cơ như thế này rồi nè. Lên cơ rồi, để bỏ cái nón lên cho nó ngầu tí xíu nha. Đây, mọi người thấy không, đây Ngọc đã tập 3 tháng nuôi trinh. Thì hôm nay Ngọc sẽ cho mọi người, sáng nay Ngọc sẽ cho mọi người xem là Ngọc sẽ uống những cái gì, ăn cái gì nè, rồi sẽ tập những cái gì nha mọi người. Ngọc sẽ nói sơ sơ thôi mọi người. Đây là body của Ngọc 3 tháng nha mọi người nha. Đó, nó đã lên cơ số 11 và nó đã có hơi có muối rồi nè. Thì Ngọc là đã có một bé trai 3 tuổi rồi. Lúc trước thì cái người của Ngọc nó không có được như vậy đâu mọi người ơi. Hơn 3 tháng nay Ngọc luyện tập đó thì nó mới lên được cái này. Thì có gì Ngọc sẽ chia sẻ thêm nha. Bây giờ thì mọi người sẽ cùng Ngọc xem Ngọc giới thiệu những cái sản phẩm gì Ngọc đã dùng nha. Thì đây nè mọi người, Ngọc đã theo uống cái detox này. Thì cái detox này là dạng, nó là cân đối mất dáng, giảm cân với lại thải độc cho mình luôn. Thì Ngọc là Ngọc chỉ có sử dụng những cái sản phẩm ở Pháp, ở cái nhà thuốc Pháp thôi nha mọi người nha. Tại vì nó sẽ an toàn hơn, Ngọc không có dám mua hàng Việt Nam đâu mọi người. Thì đây là một cái liệu trình 30 ngày. Nó sẽ có 3 hộp trong đây nè. Sẽ có 3 hộp trong đây. Đây, 3 hộp nha. Sẽ có hộp số 1, số 2 và số 3 nha. Số 1 nè, số 2 nè, và số 3 nè. Đó, thì mình sẽ uống hết 30 ngày thì nó sẽ có một cái liệu trình, nó sẽ thải độc tố trong cơ thể của mình. Những cái độc tố trong nội tạng nè, trong đường ruột nè, nó sẽ thải độc tố cho cơ thể mình nó khỏe mạnh hơn. Và bên cạnh đó thì nó cũng sẽ giúp giảm cái mỡ thừa đó, không có tích tụ mỡ thừa nha mọi người nha. Ngọc uống cái này nè, rồi Ngọc uống cái detox trái cây kia, rồi Ngọc uống tan mỡ bụng nữa. Ngọc uống xay tu nha cho mọi người. Nó cái tan mỡ bụng thì có thể uống của nó hôm hay là của Aqua Pharma, những cái dòng của Pháp rất là uy tín đó. Thì vừa tập luyện mình vừa kết hợp sản phẩm á thì nó sẽ nhanh hơn nha mọi người nha. Thì bây giờ để Ngọc uống cái detox đi, xong rồi Ngọc sẽ nói chuyện với mọi người. Detox thì vừa mình sẽ uống trước khi ăn, hoặc là uống xong mình ăn luôn liền nha mọi người nha. Thì đây Ngọc sẽ lấy một cốc nước lớn. Thì bây giờ Ngọc đang uống là cái hộp số 2. Ngọc uống xoay tu 1 năm là Ngọc uống 3 hộp nha mọi người. Tầm 3-4 tháng Ngọc uống 1 hộp. Thì bây giờ Ngọc đang uống cái hộp số, Ngọc đang uống những cái hộp sau cùng rồi, sắp hết ngày rồi đó mọi người. Mình kể ra mình đổ vô. Đó. Sau đó thì mình sẽ uống thôi. Một cốc như thế này Ngọc uống mỗi sáng. Nhưng mà Ngọc chỉ uống một hộp sau một lĩ, 3-4 tháng Ngọc uống lại nha mọi người nha. Xong cái hộp này Ngọc uống những cái sản phẩm khác, chứ Ngọc không có uống cùng lúc nhiều sản phẩm đâu. Uống vô thì nó rất là khỏe luôn mọi người, yên tâm là không có tác dụng phụ. Chỉ có cái là mình sẽ kết hợp nhiều nước mỗi ngày, ít nhất là 2 lít nước mỗi ngày, để mình hỗ trợ cái quá trình cho nó thải độc ra đó mọi người. Tại vì nó sẽ thải độc, mình có thể mình hơi đi tiểu nhiều một chút, nhưng mà không có cái đường nào ra, phải có một cái đường nào ra thì nó mới thải độc được đúng mọi người. Cho nên là mọi người có đi tiểu nhiều hơn một tí xíu thì cũng là bình thường, nó đang thải những cái mỡ thừa và những cái độc tố ra bên ngoài cơ thể cho mình khỏe mạnh hơn đó mọi người. Thì để Ngọc nói về các sản phẩm thêm nha. Các bạn biết đó, nên khi mà mình uống những cái sản phẩm mà detox mà hay là những cái sản phẩm giảm cân thì mình phải chọn những cái sản phẩm uy tín nè, an toàn, có thương hiệu lớn. Thì những cái sản phẩm Ngọc uống đó là những cái sản phẩm mà Ngọc đã tìm hiểu kỹ tại thị trường Pháp. Nó rất là tốt, rất là ok và đã có nhiều người sử dụng rồi và không có vấn đề gì hết cho mọi người. Với lại uống đó, có nhiều bạn cứ
sợ cái như uống không biết có giảm hay không, không biết là có tác dụng hay không. Nhưng mà Ngọc nói thiệt với mọi người là mọi người uống nhiều khi một sản phẩm nó không có tác dụng gì đâu. Cái quá trình mà thải độc, giảm cân hay là cân đối vóc dáng thì nó phải bắt buộc, nó phải có một cái quá trình mà từ ngày này qua tháng nọ, rồi năm này qua năm nọ, nó như Ngọc, Ngọc đã theo cũng phải 2-3 năm nay rồi. Từ cái lúc mà Ngọc sinh con, Ngọc bị sổ dáng đó mọi người, thì Ngọc đã theo rồi. Nhưng mà để mà tới hiện tại nó ok hơn đó là nhờ Ngọc kết hợp tập luyện hơn 3 tháng nay. Cho nên là một phần các bạn uống đó, nó sẽ giữ dáng, nhưng mà một phần kết hợp tập luyện được thêm thì nó sẽ rất là ok, không rất là nhiều. Thì mình tập luyện thì nó sẽ có thêm cơ nè, có thêm muối bụng nè mọi người, thì nó sẽ ok hơn. Còn nếu mà các bạn uống thôi thì nó sẽ cũng có thể cũng sẽ con đối với dáng ok, nhưng mà cơ muối thì nó sẽ không có bằng. So với tập luyện thì cái gì cũng có cái giá của nó. Nếu mà các bạn kết hợp đầy đủ hơn á, mình lên chơi nhà, nếu mà các bạn kết hợp đầy đủ hơn thì nó sẽ đẹp hơn đó nha. Nên mọi người cố gắng vì sắc đẹp thì mọi người có thể kết hợp nhiều sản phẩm nè, nhiều tập luyện nè đó. Thì hiện tại thì mình rất là vui á, vì mình có một cái body ok hơn. Mới nói là cũng không bằng ai, nhưng mà mình cảm thấy mình ok hơn so với mấy tháng trước với mọi người. Thì Ngọc sẽ kể về những cái thay đổi của Ngọc được gì khi mà Ngọc kết hợp những cái bài tập của Loretin nha. Đây mọi người, còn quá giờ Ngọc sẽ nói lại những cái thay đổi trên cơ thể sau 3 tháng hơn mà Ngọc tập những cái bài tập của Loretin nha mọi người. Thì đầu tiên là cái khung vai á, cái khung vai cái hồi xưa lúc mà Ngọc sinh con rồi dậy tự nhiên cái đó nó kiểu nó lên ký xong nó xuống lại á, thì cái vai của Ngọc nó bị sụi, nó ở đây nó sụi nó ra như thế này nè. Thì cái vai mình khi mình mặc đồ dây hay đồ ba lỗ á, nó sẽ không có được đẹp á, nhìn nó xuôi cái vai xuống như thế này. Nhưng mà bây giờ sang khi mình tập 3 tháng hơn á, thì cái vai của mình nó lên cái cơ vai như thế này nè mọi người, nó đưa ra như thế này, thì cái xương cổ mình nó cũng đưa lên như thế này á. Thì mình mặc những cái áo mà ba lỗ hay là áo dây như thế này thì nhìn nó sẽ có vai ra, nó sẽ nhìn nó sẽ đẹp hơn. Với lại cái vai, với lại cái ngực nó chắc, nó đưa lên thì cái vô tình đó làm cái eo của mình nó cũng sẽ thấy có dáng hơn ha. Với lại cái vòng 2 nè, vòng 2 thì nó cũng sẽ có giảm như 2cm hay 3cm gì đó thôi so với lúc 3 tháng trước. Nhưng mà cái cơ bụng mình nè, nó đã xuất hiện nha, cơ bụng nó đã xuất hiện rõ hơn và nó đã có hơi có muối vậy nè đó, hơi có muối nha mọi người. Đây đó, thì cái điều này là mình thích nhất là cơ bụng nó chắc, mà ở trên đây nó chắc luôn nè mọi người đó, nó chắc. Cái thời gian của mình tập thì mình tập buổi tối từ 8 giờ sáng đến 8 giờ tối đến 9 giờ tối. Để lúc đó là mình tranh thủ được đó, mình tập tầm 1 tiếng á mọi người. Đây, cơ bụng mọi người thấy không? Nó lên cơ luôn như thế này. Đó. Và mông á thì nó cũng tròn, cái lên mông hơn. Cái hồi xưa thì hai bên hông của mình á, nó hơi hõm hai bên đây nè, mặc đồ cũng có đẹp. Thì bây giờ cái mình tập á thì nó đầy cơ cái này ra hơn, nó chắc hơn, là nó cứng hơn và nó tròn hơn đó mọi người, nó tròn hơn. Thì đó là những cái điều mà thay đổi mình thấy rất là rõ ràng luôn khi mà mình theo tập nha. Thì các bạn nào mà các bạn đang mong muốn một cái dáng mà săn chắc á, có cơ, thì các bạn có thể theo đuổi những cái bài tập của Loretin. Thì thế thì dì Ngọc sẽ để những cái link tập ở bên dưới cái video này nha. Với lại cái nữa Ngọc sẽ quay Ngọc tập một tí xíu cho mọi người xem. Hồi nãy á, mình uống detox rồi nhưng mà mình chưa có ăn sáng mọi người. Thì bây giờ hồi tối mình làm cái sữa chua yến mạch với lại bị cút á, hạt chia á nè, rất là ngon luôn. Giờ mình ăn một tí xíu xong rồi mình cho nó xuống bụng một tí rồi mình đi tập. Còn một điều nữa, ngon ghê. Còn một điều nữa là mỗi người có một cái cách tập và một cái cách ăn uống khác nhau. Có nhiều người thì người ta tập nhưng mà người ta sẽ kiêng ăn, siết ăn rất là nhiều luôn để người ta siết dáng đó mọi người.
Nhưng mà ngọc thì khác nha mọi người nha. Ngọc thì khác nha mọi người. Ngọc thì nói chung ngọc cũng tập, nhưng mà tập thì cũng tập, mà ăn thì cũng ăn, nhưng mà ăn thì mình thích cái gì mình ăn cái đó thôi, nhưng mà đừng có ăn quá nhiều, với lại đừng có ăn đêm, đừng có ăn đêm trễ quá nha mọi người. Kiểu như thích cái gì thì ăn, cũng không kiêng cử hết trơn mọi người. Ngọc uống detox rồi Ngọc ăn bình thường thôi, đầy đủ thôi, Ngọc cũng không có kiêng gì hết. Ví dụ như cái món đó mình thích thì mình ăn thôi, chứ mình cũng không có nghĩ tụi nó vì béo nhiều hay là hay ngày, nhưng mà mình không ăn, mình đấy là mình vẫn ăn, nhưng mà mình đừng ăn nhiều quá thôi, mình thích thì mình ăn thôi. Mình đừng có theo, mình đừng có kiểu như mình đừng có so sánh với ai nhiều hết trơn á. Mình thấy mình sao, mình thấy mình khỏe, mình đẹp và mình ăn uống được thôi. Thì cái tập cái này á mọi người, hao sức lắm luôn, ăn xỉu luôn á. Mình thấy mình tập mình ăn còn nhiều hơn nữa. Mà được cái người mình nó khỏe, cái tay của mình nè, hồi xưa rất là yếu, không có chống được mà tập những cái động tác đó đâu. Nhưng mà bây giờ mình chống, mình đẩy lên á, nó nhẹ nhàng hơn rất là nhiều luôn, mà rất đơn giản hơn rất là nhiều luôn nha. Hồi xưa tay đâu cầm mạnh đâu có một đông, mà giờ cầm tạ đẩy được luôn mọi người. Có tạ tập thì nó nhanh hơn, mà mình thì mình ít tập tạ lắm, chỉ biết tập mấy cái bài tập đó thôi mọi người. Trời ơi, cái muỗng này nó không có vô được cái nó không có vô được cái ly luôn mọi người. Ngon lắm mọi người á, tối á mọi người lấy đi sữa chua, mọi người trộn với yến mạch, có thể bỏ tí xíu mật ong cũng được. Xong mọi người có thể mix những cái hạt khô á, hay là việt quất rồi dâu hay là chuối rồi đó vô không xác, mọi người ăn rất là ngon và rất là bổ khỏe nữa. Lên ăn không lên, giảm cân mà nhịn ăn là một sai lầm nha mọi người, thiếu khoa học. Cho nên là phải ăn, nhưng mà luyện tập hoặc là uống detox, hoặc là với lại những cái bạn nào mà cũng tùy nha, những cái bạn nào mà dễ lên cân á thì mọi người phải cử kiêng ăn tí xíu, nhưng mà đừng có nhịn ăn, với lại hạn chế ăn đồ béo rồi đó. Còn mình thì nói chung mình cũng không có lên cân nhiều đâu, cũng cái dạng người cũng nó cũng tầm tầm lên xuống tí xíu, chứ không có kiểu mà chênh lệch nhiều. Cho nên là mình không có theo cái vấn đề đề ăn uống. Ăn xong rồi tập nha. Ngọc sẽ chia sẻ một tí nha cả nhà. Thường thường một buổi tập đó, Ngọc sẽ tập 3 bài. Ngọc sẽ tập 3 bài của Low and Thin nè. Thì cái bài đầu tiên Ngọc tập là eo nè. Cái bài thứ hai cũng là eo bụng, nhưng mà bài thứ ba sẽ là chuyên về mông hơn. Thì bây giờ Ngọc sẽ tập từ cái bài đầu tiên cho mọi người xem. Cái bài Ngọc sẽ để lên bên dưới nha. Bây giờ Ngọc sẽ tập nè. Mở lên. Khởi động nha mọi người. Thank you.
pushing you guys here, but we are almost done the workout, guys. Keep going. I was
Mọi người ơi, Ngọc vừa kết thúc xong 3 bài tập của Lô Hề Tinh. Và Ngọc sẽ chỉ quay lại một ít cái động tác thôi á. Ngọc để lên trên tập này để cho mọi người tham khảo. Có nhiều link á, cái link bài tập đó Ngọc sẽ để ở bên dưới cái video này để cho mọi người xem. Mọi người xem cho dễ nha. Thì từ ngày tập tôi thấy Ngọc thay đổi được rất là nhiều luôn á. Tay của Ngọc hồi xưa cái chỗ này nè, tay của Ngọc có chỗ này nó rất là nhão, bây giờ nó đỡ hơn nhiều. Hồi xưa cái này nó nhão, tay nó bự nhiều lắm. Bây giờ nó nói cái miệng quay coi, ngồi đây cái miệng nè. Bây giờ thì nó chắc cái tay hơn nè mọi người, tay mình nó chắc hơn á, thích hơn mọi người, mà nó mạnh hơn nữa. Lên cái này, lên miệng bồng này, miệng bồng đặt cái này. Ừ, 3, 4, 5, 6. Đó, vòng mà lên nổi là hồi xưa vòng yếu lắm luôn mọi người. Đây nên là các chị em á, mọi người tập, ráng tập đi cho nó có giấy đẹp. Từ học tập hồi tháng 8 tới giờ hơn 3 tháng mà Ngọc thấy thay đổi rất là nhiều luôn. Mà thuộc dạng chắc Ngọc cũng dễ co tim hay sao á. Mọi người Ngọc uống đi, uống ăn mỡ, lên tà la. Với lại chóng mặt á. Với lại các bạn từ lúc tháng 8 Ngọc hay up những cái bài tập đó, Ngọc chia sẻ lên á. Từ tháng 8 tới tới giờ nè. Ôi chị em không được, thấy con thằng đừng ngọt ngồi với mẹ nè. Mình thấy có nhiều bạn cũng quan tâm á, nhiều chị em quan tâm vô hỏi là những cái bài tập nè, rồi quần áo mua ở đâu á mọi người. Thì mình cũng chỉ á, thấy mọi người up lên story, mọi người tập cũng nhiều quá, mình thấy mình vui ghê á mọi người, cũng duy trì động lực cho các chị em á. Đây là các chị em cứ cố gắng tập nha, để nó có cái thân hình săn chắc hơn, đẹp hơn. Đẹp hơn nha, nói chung là thích lắm mọi người. Ráng tập đi, có động lực lắm. Mình sẽ tập tới già luôn, hay là mình hết tập nổi thì thôi á. Để cho nó dáng vậy, 3 vòng cho đầy đủ, mình hồi nhỏ con ha. Nhưng mà mình ra dáng thì mình cũng ok hơn, mặc đồ đẹp hơn. Quậy, không để cắt, không để cắt coi. Không để cắt. Không để cắt. Con hả? Thôi chị bị rồi, tí em lấy ra bị xuống. Mẹ tóc của mẹ dơ hết rồi. Tóc của mẹ dơ hết rồi. Lên qua đây, lên qua đây. Trời ơi, tóc của mẹ tùm lum hết rồi. Thôi xin chào tạm biệt nè, xin chào tạm biệt.
bên dưới nha, để Ngọc có thể làm thêm nhiều cái tập về chủ đề này nha.